Chào các bạn, anh Phi đang dưới khu búp bê đây, đang mới có khách hàng về xong và bây giờ thì anh Phi sẽ tháo khẩu trang để tâm sự với các bạn một chút xíu. Hồi nãy giờ anh Phi đang chat với một vị khách hàng ở miền Tây và anh Phi thật sự buồn các bạn, anh Phi buồn. Cho tới bây giờ thì anh Phi nói rõ với các bạn là anh Phi rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì cho tới bây giờ, sau bao nhiêu lâu cái công sức anh Phi bỏ ra, anh Phi làm hàng, anh Phi test hàng, anh Phi chia sẻ với các bạn, cho tới bây giờ các bạn vẫn chưa hiểu về cái quy trình chuyển hàng nhé. Bây giờ anh Phi nói lại một lần nữa, anh Phi buồn bởi vì các bạn không chịu hiểu, bởi vì các bạn cứ nặng nặc đòi nhận hàng sớm, bởi vì các bạn có những cái thái độ không tốt với phụ huynh. Và anh Phi không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta là một đứa trẻ ngoan, chúng ta được ăn học, chúng ta được giáo viên, được thầy cô, được ba mẹ hướng dẫn cái cách cư xử. Thì ở đây anh Phi không nói bạn nào hết, anh Phi cũng không có rầy rà và anh Phi cũng không có gọi là thể hiện rằng là bạn đúng hay sai. Mà ở đây anh Phi chỉ tâm sự về bản thân anh Phi thôi. Sau khi mà chat với khách hàng xong xuôi thì anh Phi mới biết là thực sự các bạn có những cái hiểu lầm trong khâu chuyển hàng. Anh Phi đóng hàng nhanh nhất, anh Phi test hàng nhanh nhất, anh Phi không bán hàng qua kho, bởi vì anh Phi có hàng sẵn, anh Phi mới bán và gửi hàng cho các bạn là mong muốn các bạn có nhanh nhất trong tay để chơi. Nhưng khi giao hàng thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều thứ nha các bạn nhé. Một là vấn đề đóng hàng của anh Phi, hai là vấn đề nhận hàng của shipper, cái người đi gom hàng á, ba là vấn đề vận chuyển của cái nhà vận chuyển hoặc là cái sàn thương mại điện tử, bốn là anh shipper giao hàng, năm là công việc của ba mẹ. Chẳng hạn như ba mẹ bận công việc ở dưới ruộng, bận công việc ở trên tỉnh, bận công việc ở trên huyện, không có kịp nhận hàng thì ngày mai nhận hàng, không kịp nhận hàng thì ngày mốt nhận hàng, chứ có đâu mà các bạn lại dãy lành đạch lên hoặc là các bạn làm hung làm hổ lên để cho cha mẹ phải buồn phiền. Bởi vì cha mẹ còn phải đi làm, kiếm tiền, còn phải đối diện với những cái áp lực trong cuộc sống khác nữa mà các bạn không có chịu hiểu. Rồi có một số bạn nhỏ thì không xin phép ba mẹ thì cứ liên lạc với anh Phi. Rồi anh Phi hỏi tới thì lại chặn số. Những tình huống đó thì tạm thời anh Phi sẽ nói sao. Còn cái tình huống mà các bạn cứ đòi nhận hàng tối hôm nay gửi và ngày mai nhận, cái chuyện đó nó có xảy ra các bạn. Cái chuyện đó anh Phi gửi hàng và anh Phi quan sát thấy là có xảy ra. Nhưng cái thời gian giao hàng để đảm bảo nhất của cái nhà vận chuyển á, là họ nói với mình là từ 2 ngày cho tới 5 ngày nha các bạn nhé. Các bạn phải tưởng tượng là từ 2 cho tới 5 ngày. Thuận lợi nhất thì họ giao 2 ngày, còn không thuận lợi thì 3 ngày, 4 ngày và 5 ngày. Chúng ta mua hàng qua mạng và chúng ta phải chờ nhé. Chúng ta sẽ phải chờ đợi trong cái khoảng thời gian đó. Chừng nào vượt ra cái khoảng thời gian đó rồi các bạn mới liên lạc với bên giao nhận để họ xử lý vấn đề. Chẳng hạn như là anh đang đi công chuyện ngoài đường, shipper gọi cho anh không được thì làm sao giao được, thì ngày mai giao. Đó, cái câu chuyện nó sẽ là như vậy. Cho nên các bạn sẽ phải định hình lại. Các bạn phải suy nghĩ lại một lần nữa. Khi mua hàng trên mạng thì thứ nhất phải xem vào cái thời gian giao của Shopee, Lazada nó nói với các bạn như thế nào. Nhưng mà thông thường là từ 2 cho tới 5 ngày. Các bạn mua hàng trực tiếp với anh Phi thì cũng vậy thôi. Anh Phi cũng thay mặt cho cái nhà vận chuyển, anh Phi làm hàng cho anh Phi chuyển ra ngoài đó. Xong rồi họ giao về cho các bạn. Lỡ có một cái khó khăn nào đó trên đường đi, lỡ có bể bánh xe hay là máy xe nó bị hư, nó về trễ một ngày, hoặc là anh shipper anh bị công chuyện gì đó, anh bị bệnh hay gì anh nghỉ một ngày, cái câu chuyện nó sẽ là như vậy. Hoặc là anh liên lạc với ba mẹ các bạn nhưng ba mẹ các bạn bận đi ngoài đường không có thể nào nghe máy được, nhưng khi về nhà lại gọi lại cho shipper không được, thì nó sẽ phải qua ngày thôi các bạn. Cái câu chuyện nó sẽ là như vậy. Hàng về tới người ta gọi cho mình để giao, không được thì ngày mai người ta sẽ giao lại. Không có cái cớ gì mà các bạn cứ phải đùng đùng lên như vậy nhé. Anh Huy với vai trò là một người bán hàng, với vai trò là một người chủ Abo, với vai trò là một người anh, một người chú, có thể là một người bác, ba mẹ các bạn có thể nhỏ tuổi hơn anh Phi nữa. Nhưng anh Phi xưng bằng anh để làm chi? Để dễ gần gũi các bạn hơn, để dễ nói chuyện, dễ giải quyết những cái vấn đề của các bạn hơn. Và anh Phi kết lại, anh Phi thích những đứa trẻ ngoan. Anh Phi thích những đứa trẻ biết suy nghĩ, biết lập luận, biết vâng lời và biết gọi là nghe lời cha mẹ giải thích, chứ không phải là đùng đùng rồi phản ứng lại theo cái kiểu mà coi cha mẹ không ra gì. Cho nên cái clip ngày hôm nay anh Phi up lên với mục đích đó và nói cho các bạn rõ ràng, không có hỏi. Mua hàng qua mạng, cái người giao họ cũng muốn giao được cục hàng cho các bạn, họ mới có tiền, họ mới có tiền lương, họ mới mua đồ ăn cho con cái họ được, họ mới mua sữa cho con họ được, các bạn hiểu không?
phải giao được cục hàng cho các bạn họ mới nhận tiền được, chứ có đâu họ không giao được thì làm sao họ nhận tiền. Bản thân anh Phi bán hàng cũng vậy, khi các bạn nhận hàng các bạn trả tiền, anh Phi mới có tiền để anh Phi mua hàng khác bán lại cho các bạn. Anh Phi mới là người mong muốn giao nhanh nhất cho các bạn, các anh shipper mới là người mong muốn giao hàng nhanh nhất cho các bạn, chứ không phải là người ta không muốn giao đâu nhé. Còn gì điều kiện gì không giao được thì có rất là nhiều thứ. Điện thoại hết pin, điện thoại bị hư, đang đi ngoài đường không nghe điện thoại được, hay là điện thoại để ở nhà mà đi ra ngoài công chuyện, hay là điện thoại ở nhà mà đi họp hành ở ngoài chẳng hạn, hoặc trong lúc họp thì làm sao nghe điện thoại nhé. Với cái tâm sự ngày hôm nay anh Phi gửi gắm lên, anh Phi hy vọng là những đứa bé nào đang đụng những tình huống này thì coi lại cái thái độ của mình nha. Nếu mà anh Phi biết các bạn có cái cách xử sự như vậy, sau này anh Phi sẽ không có duyệt đơn tự do cho các bạn đâu nha. Đó, cái câu chuyện nó sẽ là như vậy, các bạn phải ngoan hơn. Không nói tới đây không phải là chạy vô gặp mẹ, tại sao mẹ lại thế này thế nọ, chú biết rồi, chú không phải như vậy nha. Chú muốn các bạn phải suy nghĩ là ngoan, hiền. Ngày hôm nay không nhận hàng được thì ngày mai nhận hàng. Đó, quà tặng cũng vậy, mà hàng bán đi cũng vậy, sẽ là thời gian từ 2 cho tới 5 ngày, có thể là 2, có thể là 3, có thể là 4 và có thể là 5. Và nãy giờ anh Phi đi vòng vòng khu này các bạn thấy chóng mặt không? Phải đi vòng vòng như vậy mới có cái sức để nói với các bạn. Và bây giờ thì tối nay anh chúc các bạn một đêm ngon giấc và ngủ ngon, không có chờ hàng. Ngày mai còn họ sẽ giao. Còn nếu ngày mai không giao thì ngày mốt giao, nhưng mà anh cá với các bạn là ngày mai giao. Với tình hình này là ngày mai giao, tại vì họ đã liên lạc với ba mẹ các bạn rồi để giao hàng, còn không được thì sáng mai họ giao. Còn tới đây thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các đơn hàng sau. Nhưng mà các bạn phải ngoan nha, các bạn không ngoan là anh không có duyệt đơn tự do đâu, anh sẽ gọi điện cho ba mẹ hết á. Còn bạn nào chưa xin phép ba mẹ mà đi liên lạc với tôi là tôi biết hết á nha, đừng có giỡn nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nha.